Sao cứ cầm cái bó hoa hoài vậy? Để xuống đi có mất đâu. Anh Nhân này bày vẽ quá, chị không biết nữa. Wow, đẹp quá. Hay quá ha. Em giấu dĩa sườn anh phải không? Em giấu gì? Dĩa sườn. Cái gì vậy? Nãy giờ em đâu có để ý có dĩa sườn gì ở đó đâu. Em lo em coi hoa thôi nè. Anh nấu hủ tiếu sườn mà. Cái này tôm không mà. Thiệt không? Anh Nhân tối rồi, đừng Nhân đừng có giỡn với em nha. Cái gì? Có mà. Có mà. Thôi đừng có xạo anh đi. Đâu anh Nhân, không có giỡn nha. Đi vô kiếm đi. Ủa kỳ cục quá vậy. Anh nghĩ là nhà có ma rồi. Có ma hả? Con ma là anh á. Anh rảnh quá à. Anh ở không quá hả anh Nhân? Nấu không lên nấu, nấu lẹ là có đồ ăn ăn đi. Giỡn hoài. Mà anh Nhân em nói anh Nhân bao nhiêu lần anh giỡn không có vui. Mà anh cứ giỡn kia hoài vậy hả anh Nhân? Mà cái vui cái gì? Thôi. Cái vui gì đâu. Ta đang ngắm hoa làm phiền. Nhưng mà anh rửa chưa đó? Hả? Anh rửa rồi. Ôi sườn là mình để nguyên cây vậy luôn hả anh? Đúng rồi. Đúng rồi mà cắt làm hai. Em cũng thiệt cũng mệt với anh Nhân luôn á. Anh thích vậy đó, anh thích giỡn với em vậy đó, được không? À anh thích kiểu mấy kiểu mà dằn mặt em kia chứ gì. Không. À là mình phải áp chảo cho nó thơm cái mùi tôm lên. Ừ. Xong sau đó mình bỏ vô nước dùng. Đúng thì rồi. Thì nó mới thơm vậy mùi hả? Trụng cái phần sườn này cho kỹ nha Nhi. Ồ là trụng với nước sôi hả anh? Trụng nước nó mới trong được. Phần thứ hai nữa nó mới giòn cái phần sườn và nó trắng hơn. Em cứ khứa như là nó mau thấm hơn. Nè, cái này em rọc ra nha. Rọc cái phần xương nó ra. Để một lát chút xíu nó nở cái phần thịt ra nó ngon hơn. Dạ. Thơm, xong rồi phải không? Dạ, xong rồi. Em để nguyên vậy rửa sơ thôi, bỏ vô đèn hóc. Để anh cho xương vào nấu. Để anh cho tôm vô đèn nấu luôn. Em canh phi chanh nha. Qua đây. Sao mà đổ ra chén hả anh? Ừ. Em cho ít củ cải trắng vô nấu nước. Cho ngọt nước hả? Ừ. Đừng có cho nhiều quá. Không nó hăng á, cái mùi nó không có ra được hủ tiếu sườn. Cần tây nè. Lấy cái phần cọng cần thôi. Khoảng 100g cọng cần. Chút nữa mình bỏ vô nấu. Rồi đổ ra đi em, để nó khác. Wow, anh làm đẹp chứ bộ. Ừ, cho anh hớt bọt cho anh bên này. Bình thường anh thấy hủ tiếu chay mới hay có cải thảo nè. Ừ. Nhưng mà cải thảo này sẽ làm rất là khác. Rồi, ra tầng ô. Hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh không đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Em đứng xích ra, anh bỏ vô anh chiên nè. Wow, chiên cái cải đó hả? Em biết chiên để làm gì không? Nó gì sẽ vậy? Giòn hơn. Em ăn nó dai, nó ngon. Chiên sao là mới màu, mới bỏ vô hủ tiếu. Đúng vậy. Wow, sao lạ quá vậy anh Nhân? Cái này anh học được của người Hoa đó, người ta làm vậy nó ngon. Rồi không nóng hả anh Nhân? Nóng chứ. Nhưng mà anh là đầu bếp thì anh cảm thấy nó không được nóng lắm. À. Lúc này mình nấu lửa nhỏ thôi. Chứ không nó bị đục nước. Ừ. Thơm quá à. À mùi gần tay là mùi của hủ tiếu nè. Ừ. Đưa cho anh ngò đi. Dạ. Em cho một chút ngò vào nó thơm lắm. Rồi anh lấy miếng mỡ tỏi. Cả bắc thảo bỏ vô thì nó mới ra được cái mùi. À, em ăn hủ tiếu hay có mấy cái nhỏ nhỏ vàng vàng là cái này đó hả anh? Ừ. Cải bắc thảo nghe mùi nó cũng hơi chua chua. Em phải xào cho nó kỹ. Thì ra để ra được cái mùi hủ tiếu là gồm có rất là nhiều nguyên liệu ha. Đúng rồi. Em lấy cái dầu tỏi đó, em làm thì cái phần cải bắc thảo nó sẽ giòn và nó thơm hơn. Em bỏ miếng nước mắm ra đi. Rồi cắt miếng ớt vô. Hạt nêm mình cho 1 muỗng. Em đừng có nêm hạt nêm nhiều tại vì nó sẽ mất đi cái mùi thơm đặc trưng của hủ tiếu. Khoảng nửa muỗng phần đường phèn. Rồi muối nè. Nửa muỗng cà phê. Rồi hủ tiếu. Cái hủ tiếu này nó hơi khó trụng cho nên phải thật là nhanh. Tại sao vậy anh? Bị bết dính. Em phải trụng không trước. Lấy cho anh cái tô. Bây giờ để anh ngâm cái tô này trước. Em có biết ngâm tô để gì không? Không. Để anh kể em nghe. Ngâm tô như vậy làm cho cái tô nó nóng lên và nó tiếp nhiệt khi mà bỏ những cái rau rồi nó không có bị nguội. Mình ăn món tráng miệng cũng vậy á, trong nhà hàng thì cái dĩa hay là cái ly nó cũng lạnh luôn rồi. Đúng nó rồi. Cũng lạnh sẵn. Đúng. Người ta đem nguyên cái dĩa đó người ta bỏ vô cho nó nóng luôn á. Nóng quá nè, nóng cái tô quá nè. Cũng thuộc dạng là trụng lâu hơn bình thường quá. Wow, siết luôn.
Là để tình ngày hôm nay anh tạo hết bất ngờ này tới bất ngờ khác cho em, cho nên mới chậm mồ hôi cho anh đó nha anh Nhân. Nhưng mà anh có biết á, anh làm như vậy là em khó xử lắm không anh Nhân? Mấy cục? Wow, nhẹ nhàng hai cục. Nhẹ nhàng thôi mà hai cục. Đúng rồi. Nhiều đúng không? Ngon quá anh Nhân ơi. Thèm quá anh. Tần ô. Tần ô. Bỏ này vô. Quên. Nè. Ngon lắm đó. Không có chê gì chưa? Wow, nghe mùi là thấy giống hủ tiếu rồi đó. Ủa chứ nấu hủ tiếu chứ cái gì mà không nghe mùi hủ tiếu. Các bạn ơi, nếu như các bạn yêu thích Diệu Nhi cũng như Sĩ Thanh, Diệu Ngọc và anh Hoàng Nhân thì hãy nhớ share phim Mỹ Nhân vào bếp. Đầu tiên là phải nhấn subscribe Mỹ Nhân vào bếp ở dưới kênh YouTube đó, nhấn vô đi rồi tập phim nó lên rồi báo về cho mà coi. Và nhớ subscribe kênh YouTube của diễn viên Diệu Nhi nữa nha mọi người. Để xem nhiều clip hậu trường nha, bye bye.